đầu lần. Đồng ngát ơi. Xin đi đoàn mến chào anh chị và các bạn. Xin đi đang đứng ở con đường Nguyễn Trãi, Tổng đốc Phương, Châu Văn Liêm ở khu vực quận 5. Và chưa bao giờ mà thấy ở quận 5 lại đông vui, xe nườm nượp tấp nập như thế này anh chị. Và hôm nay Sunny đi cũng rất là vui. Tối vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 9 2022, ngày mai là rằm Trung thu rồi. Sunny đi muốn dẫn anh chị chúng ta đi thăm phố lồng đèn. Tết Trung thu mà không thăm phố lồng đèn cũng là một cái thiếu sót anh chị ha. Dòng xe nườm nượp đổ về khu vực trung tâm phố lồng đèn đó, và chúng ta bắt đầu con đường Nguyễn Trãi này anh chị. Chúng ta đi dài trên con đường Nguyễn Trãi này để đi vào phố lồng đèn Lương Nhữ Học, với dòng xe cũng rất là đông. Sunny với chiều cao này, Sunny gắn một cái xào tre lên để quay gửi anh chị và các bạn. Xe đông quá trời đông nè. Xe nè ơi là đông. Mấy kiểu đó nó dừng không giờ á. Dạ. Cảm... Rồi. Rồi, mình đi nha anh chị ha. Đi qua phố lồng đèn, đây là con đường Nguyễn Trãi nha anh chị. Với cái chiều cao như thế này thì anh chị sẽ thấy rõ. Chứ mà để camera thấp quá thì anh chị thấy người không là người. Mình nhìn thấy cái cảnh này nha. Kẹt xe luôn rồi. Giữ ở đây là hai bên đây giữ xe của phố lồng đèn. Đối với video clip này Sunny thì không có đặc tả gửi anh chị những cái quang cảnh như thế này nha. Đâu vô được. Quá đông. Dòng xe nườm nượp. Đông quá anh ha. Anh đi vô chỗ còn dữ nữa. Lân. Bán lân nè. Bán đầu lân. Sunny ưa mua đầu lân ở đây lắm anh chị. Đây là cái giao lộ con đường Lương Nhữ Học. Dòng người quá đông. Đây.
dòng xe trên con đường Nguyễn Trãi. Ở chỗ nào mấy anh chị chơi ngay ba đêm nè, di chuyển lên lẹ mấy em đi, kẹt dưới đây nè. Mấy anh chị đi đúng chiều mấy em đi, tránh kẹt đường rồi đó. Rồi thôi mình đi vô nha anh chị ha. Dòng người rất là đông đó. Chỉ có như thế này thì anh chị sẽ thấy được. Di chuyển tới đi nghe ba đêm nè, di chuyển đi. Rồi trời ơi. Năm ngoái dịch cúm thì không có tổ chức, năm nay đông, rất là đông. Bên đây trời đông quá, trời đông. Đây là người ta bán thức ăn nè. Và một số người thì người ta ngồi trên đây uống nước rồi xem mọi người đi qua đi lại. Rồi mời anh chị chúng ta bắt đầu đi tiếp nha. Không biết nói gì anh chị, đông không tưởng. Rồi mình sẽ đi nha anh chị ha. Cái hướng này là ra con đường Trần Hưng Đạo nha anh chị. Đó là con đường Đồng Khánh Trần Hưng Đạo. Và bên đây là người ta. Bán lồng đèn.
ta sẽ đi con đường này anh chị ha, không có đường đi luôn. Đi hết đường. Dạ. Ba lô có tiền hay quan trọng để chú giùm em đi. Dạ, cảm ơn. À, cảm ơn. À, ba lô. À, trèo đi trước ngàn chị. Trời đông quá, trời đông. Đứng hình nó xỉu này. Rất là đông. Đối với không khí này thì Sunny cũng không biết chia sẻ gì hơn, chỉ thấy rất là đông. Và Sunny cũng muốn gửi anh chị những hình ảnh của phố Lồng Đèn năm 2022. À,
bên kia thì người ta vào nhà chụp hình luôn anh chị. Đa số là đi chụp hình. Đi ra cái này gọi là lòng đèn chéo quân đó thôi. Là ít giờ. Rất là đông. Đi ra anh chị ha, đi một vòng. Từ để ba nhận. Đây là cái hướng đi ra con đường Đồng Khánh, Trần Hưng Đạo anh chị.
cũng đông lắm. Bao bán thức ăn. Đây là cái hướng ra con đường Nguyễn Trãi. Hôm nay thì cũng định là quay
toàn cảnh và cận cảnh, nhưng mà đối với đồng như thế này thì không có thể nào mà cận cảnh được anh chị. Dòng người cứ đẩy mình đi thôi. Con đường Nguyễn Trãi nè chị, phố Long Đèn, quận 5. Cái đường là đi xuống con đường Lương Dự Học. Phố Lồng Đèn đông nghẹt người. Nghe anh chị ha, tới miếu bà, một số người thì gọi là miếu bà, còn một số người là chùa bà. Thì đối với buổi tối thì miếu bà đóng cửa anh chị, phía trước là bắt đầu là bán ăn uống. Không biết lời nào mà nói tả được anh chị. Đường phố thì rất là đông, đen nghẹt người luôn. Đây là góc giao lộ Kiều Quang Phục. Cái hướng này là chúng ta về con đường Đồng Khánh, Trần Hưng Đạo. Sunny đang đứng ở con đường Nguyễn Trãi, Kiều Quang Phục. Và tới giao lộ này thì Sunny cũng rất là vui gửi chị những hình ảnh phố Lồng Đèn của cái Tết Trung Thu 2022. Thật sự là đông. Và Sunny cứ không biết nói gì hơn, chỉ biết là cầm camera. Và đặc biệt thì Sunny cầm cái xào tre đó, nên nó cao. Nó cao thì anh chị sẽ thấy rất là rõ ràng, rõ nét nhất. Chị biết âm thầm đi trong đám đông, và ba lô lúc nào cũng đặt phía trước. Bóp, điện thoại thì lúc nào cũng phải để trong ba lô anh chị, mà ba lô phải đeo phía trước chứ không là cũng nguy hiểm. Mấy anh dặn ba lô thì để phía trước nha, cẩn thận củi lửa. Và tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn, kính chúc anh chị một cái Tết Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc, luôn luôn lúc nào cũng bình an may mắn, sức khỏe. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những các clip lang thang tiếp theo của Sunny Don. Là bye bye. Đây là một cái clip để anh chị nhìn phố Lồng Đèn cái Tết Trung Thu năm nay như thế nào anh chị ha, sau một cái năm gián đoạn vì dịch cúm. Bây giờ thì rất là vui đây. Rồi, gửi anh chị không khí phố Lồng Đèn ở quận 5. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye.